Ok, anh chị hôm nay mình sẽ giới thiệu đến anh chị bộ đôi bích từ và từ hồng ngoại đến từ thương hiệu Banvật Thái Lan anh chị ha. Thì trước mặt anh chị đây đó là hai cái bếp Banvật, bếp điện đôi Banvật đến từ thương hiệu Thái Lan. Thì bên tay trái của Thiên đó là bếp đôi từ, bên tay phải của Thiên đó là bếp đôi từ cộng hồng ngoại. Đôi từ cộng hồng ngoại anh chị ha. Thì Thiên sẽ giới thiệu sơ qua về các tính năng của bếp từ và hồng ngoại cũng như là các bản điều khiển trên cái bếp đôi. Thì đầu tiên Tiên nói sự khác biệt giữa bếp từ và bếp hồng ngoại cũng như là sự khác biệt giữa từ và hồng ngoại trên cái bếp này. Thì bếp từ sẽ nấu được những bộ nồi nó có từ tính, những bộ nồi inox như anh chị ha, hoặc là những bộ nồi về thủy tinh nhưng nó có từ thì anh chị mới nấu được bếp điện từ. Còn trên cái bếp hồng ngoại thì anh chị có thể nấu được tất cả các loại nồi luôn, anh chị nấu được tất cả loại nồi luôn, vì trên bếp hồng ngoại thì nó tỏ bằng nhiệt hồng ngoại, nó giống như một cái lò than hồng vậy đó, cho nên anh chị nấu được tất cả các loại nồi nhôm, inox, thủy tinh, sứ, hoặc là gang luôn chẳng hạn, nói chung là tất tần tật về bộ nồi. Còn bếp từ thì khi nói lại chị nấu được trên bộ nồi inox mà nồi có tính năng từ thôi, nhưng bộ nồi anh chị ra mua nó là nấu bếp từ thì nó sẽ nấu được trên bếp từ anh chị ha. Thì chắc là mời camera men quay lại gần để đi giới thiệu là các tính năng của sản phẩm trên bản điều khiển này. Đầu tiên là phân biệt về cái ký hiệu trên cái mặt bếp anh chị ha. Thì trên cái mặt bếp điện từ á, họ thường ký hiệu là induction cooker, tức là biểu hiện của dòng bếp từ. Còn nếu mà trên bếp hồng ngoại anh chị sẽ để ý nè, nó có cái dấu hiệu bằng tay gạch chéo nè, thì đây là 90% các hãng bếp điện á, họ sẽ ký hiệu như thế này, tức là nó rất là nóng, cho nên anh chị không được đụng tay vào. Còn cái bếp điện từ anh chị nấu xong á thì dỡ cái nồi lên, vì nó là từ mà nó sẽ không có nóng cái mặt bếp, cho nên anh chị lưu ý chỗ này ha. Bếp hồng ngoại nấu xong anh chị hạn chế không được đặt tay lên mặt bếp đó. Đó là Thiên nói về cái ký tự và cái ký hiệu trên cái mặt bếp điện từ và bếp hồng ngoại khác nhau thế nào. Còn đi đến bảng điều khiển thì cơ bản giữa cái bảng điều khiển của một bếp điện từ và hồng ngoại Banvật á thì họ sẽ không có ký hiệu gì khác nhau cả. Đầu tiên đó là nút power, nút power tức là nút khởi động nguồn. Kế bên nút power á, thường thường chỗ này là chữ single này hay là chữ dual dobi này thì cái ký tự này tức là cái tự 1 hoặc là 2 vòng nhiệt hoặc là 3 vòng nhiệt đối với bếp hồng ngoại. Thì Thiên giải thích chỗ này cho anh chị hiểu luôn. Thì đầu tiên là đây là chế độ là vòng nhiệt nhỏ nè, anh chị bấm một lần nè, anh chị bấm thêm một lần nữa nó sẽ nhảy vào vòng nhiệt bên ngoài nè, nó như vòng nhiệt bên ngoài thế này anh chị ha. Thì anh chị bấm thêm một lần nữa nó sẽ hiện luôn cả vòng nhiệt bên trong, vòng nhiệt bên ngoài luôn, đó là double luôn. Thì anh chị sẽ nấu được toàn cái bếp với công suất nhanh nhất. Thì kế bên này là nút down và up, thì anh chị có thể bấm tăng giảm cái nhiệt độ và công suất trên này, tăng giảm nhiệt độ hoặc công suất nha, hoặc là anh chị có thể kéo đây, anh chị có thể kéo hoặc là tăng giảm down và up. Thì bên này nó có cái nút là hiển thị nè, hiển thị trên bảng điều khiển này là power hoặc temp nè, tức là nó hiển thị nhiệt độ hoặc là công suất này, là anh chị sẽ bấm vào nút này, anh chị muốn xem nhiệt độ công suất anh chị bấm vào nút này đây. Thì đi qua xong kế bên đó nó sẽ có cái nút power thì anh chị sẽ bấm nút này, đó chính là anh chị đang nấu anh chị bấm nút tạm dừng, anh chị bấm lại nó sẽ hoạt động tiếp giống như cái lúc play trên cái nghe nhạc của mình gì đó. Kế bên nữa đó là nút time, nút hẹn giờ. Thì khi anh chị quá bận rộn, anh chị không thể mà chờ cái bếp mình nấu 5 phút nữa xong cái nồi, thì anh chị có thể bấm hẹn giờ 5 phút và anh chị đi đâu đó thì nó sẽ 5 phút sau nó sẽ tắt. Và đặc biệt lưu ý có nút lock, anh chị để ý ha. Khi mình hẹn giờ rồi á mà mình sợ người ta tới bấm á, anh chị bấm lock đi, anh chị bấm vào thì tất cả những chức năng còn lại nó sẽ không bấm được hết. Người khác muốn bấm người ta phải chờ vào 1-2-3 giây thì các nút hoạt động mới mở lại. Đây là tính năng lock, tính năng khó an toàn để hạn chế cái việc mà phá cái nấu nướng của các anh chị nếu mà người khác vào bấm anh chị ha. Đây là Thiên vừa giới thiệu qua các bạn điều kiện rất là đơn giản thôi, rất đơn giản thôi. Còn cái bên từ thì nó không hề khác cái gì hết, chẳng qua cái nút bên này nó ký hiệu là một vòng nhiệt, hai vòng nhiệt, thì bên này họ sẽ ký hiệu chữ IH, nó cũng là một vòng hai vòng luôn, IH tức là công suất là lớn hoặc là nhỏ, công suất lớn hoặc nhỏ. Thì anh chị bấm nút này thì có một số cái hàng bếp người ta ký tự đây là inverter hoặc là turbo, tức là cái điều chỉnh về công suất tối đa hoặc công suất thấp nhất thôi. Còn đây là cái nút tăng giảm anh chị ha. Thì cơ bản là trên bảng điều khiển rất là đơn giản, chỉ có mấy nút thôi, anh chị rất là dễ điều khiển anh chị ha. Thì Thiên vừa giới thiệu qua bếp từ hồng ngoại của Banvật. Thì về cấu tạo của bếp anh chị sẽ thấy bên nhà Banvật họ sẽ thiết kế cái khung bếp nè, họ sơn tinh điện rất là chắc chắn và chống reset luôn anh chị ha. Thì trên này á họ để rất đầy đủ về thông tin về tem chính, tem phụ cũng như là những cái tiêu chuẩn chất lượng nè, tiêu chuẩn VTEC nè. Còn đây họ sẽ giặt luôn nổi luôn một cái thương hiệu là Banvật và Made in Thái Lan luôn. Sản phẩm này được nhập khẩu hoàn toàn nguyên chiếc từ Lan vậy ha. Thì anh chị có việc tham khảo thêm sản phẩm các sản phẩm khác á, thì đối với dòng sản phẩm của bếp Banvật á thì theo Thiên biết á là giá thì chưa tới 10 triệu đồng,
đối với một sản phẩm chưa tới 10 triệu đồng nhưng mà được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Anh chị có thể tham khảo trên các cửa hàng trên toàn quốc cũng như các siêu thị trên toàn quốc ha anh chị ha. Rồi, thì xin giới thiệu về bếp Anh Vượt ngày hôm nay ạ.